Rồi, máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay bên mình vừa mới về một cái sản phẩm can dung dịch tẩy dầu mỡ ngoài động cơ. Dung tích của nó là 4 cho đến 4,5 lít. Thì hôm nay mình sẽ review cái sản phẩm này cho anh em xem. Đầu tiên thì sản phẩm này như tôi đã nói, dung tích cho từ 4 cho đến 4,5 lít, do Việt Nam mình sản xuất, thương hiệu là 3XK. Sản phẩm này thì tẩy sạch các vết dầu mỡ cặn bám lâu ngày trên bề mặt động cơ, trả lại độ trắng sáng bóng bề mặt thiết bị. Cách dùng thì rất đơn giản thôi. Anh em chúng ta cho vào bình xịt hoặc cho vào cốc đựng, sau đó phủ lên bề mặt của động cơ và ủ cho đến 3 cho đến 5 phút. Cuối cùng là chúng ta dùng chổi rửa máy để trà đều để tiếp cận. Sau đó là rửa lại bằng nước sạch là xong. Sản phẩm này hoạt động trên bề mặt và chất bảo quản màng bảo vệ, cho nên là anh em chúng ta là tránh tiếp xúc với cả em bé, da tay và mắt. Cá nhân tôi đánh giá thì đây là một trong những cái sản phẩm của Việt Nam mình sản xuất khá là tốt, được nhiều anh em tin dùng. Dung tích của nó từ 4 cho đến 4,5 lít. Anh em nào chúng ta chuyên dọn xe máy ô tô nội ngoại thất thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua cái sản phẩm này được, bởi vì công dụng và tính hiệu quả của nó. Sản phẩm này bên máy móc Minh Chí vẫn đang phân phối và bao ship toàn quốc cho tất cả anh em. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả bên mình nhé. Máy móc Minh Chí.com 0915498666. Sản phẩm này khi nào đến nơi thì cho phép anh em xem hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sản phẩm tiếp theo nhé.